Hello mọi người, như vậy là hơn 3 tuần nữa là hết năm 2023 rồi. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra xem visa du học Canada được cấp ra từ năm 2018 cho đến giờ là bao nhiêu. Bây giờ mình cùng bắt đầu với lại năm 2018. Thì 2018 đó là Canada đã cấp cho Việt Nam là 12.350 hồ sơ trên tổng 354.280 hồ sơ. Và năm 2019 đó, thì Việt Nam nhận được 11.605 visa trong tổng 400.595 hồ sơ. 2020 đó là 9.360 trên tổng 255.585 hồ sơ. Năm nay là năm ít nhất bởi vì là do Covid-19. Rồi năm 2021 thì Việt Nam nhận được 909.225 hồ sơ trên tổng là 443.730 hồ sơ. Năm 2022 giảm đi một chút xíu, đó là nhận được 9.920 hồ sơ trên tổng là 548.875 hồ sơ. Rồi, đối với lại riêng năm 2023 đó, thì đến thời điểm là tháng 10 năm 2023 thì Việt Nam nhận được là 9.330 hồ sơ trên tổng là 553.675 hồ sơ. Như vậy là còn 2 tháng nữa. Và số lượng hồ sơ của năm 2023 mà Canada nhận vào cho visa du học thì cũng tăng hơn so với năm 2020, 2021 và 2022.